Với diện tích trồng chuối gần 500 hecta, sản lượng khoảng 15.000 tấn, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương được coi là vựa chuối lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Chuối cũng là cây mang lại nguồn thu nhập chính cho đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây chuối liên tục giảm giá mạnh khiến người dân lâm vào cảnh thua lỗ. Theo chia sẻ của chính quyền xã Bản Lầu, thì đây là đợt giá chuối giảm thấp nhất kể từ đầu năm, trong khi địa phương còn khoảng hơn 200 hecta chuối chưa thu hoạch. Giá thấp khiến nhiều hộ dân không thu hồi được vốn đầu tư, lâm vào cảnh thua lỗ nợ nần trước tình hình trên các cơ quan chức năng của tỉnh Đào cai đã tiến hành kêu gọi một số doanh nghiệp chế biến giúp đỡ bà con thu mua chuối nhằm giảm bớt thiệt hại về kinh tế bên cạnh đó tuyên truyền vận động bà con thu hoạch chuối để bán tránh tình trạng chính rụng cây lãng phí đồng thời khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích trồng chuối nữa mà chuyển sang trồng các cây có giá trị kinh tế khác như quế sa nhân mít thái lan